tất cả các em học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Cô tên Phạm Trúc Tú Uyên, giáo viên lịch sử. Hôm nay cô cùng đồng hành với các em trong chương trình dạy học online về chuyên đề văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19. Chuyên đề này tích hợp các nội dung của bài 20, 24 và mục 3 bài 25, thực hiện theo hướng dẫn của chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời lượng của chuyên đề là 2 tiết. Mời các em cùng theo dõi. Để học tốt tiết học hôm nay, các em chuẩn bị sách giáo khoa lịch sử lớp 10, trang 101 đến 105, bài 20, trang 121 đến 124, bài 24, trang 129, mục 3 của bài 25, vở ghi chép bài, tập bản đồ và tranh ảnh lịch sử lớp 10, trang 24, bút, thước. Bên cạnh đó, cô cũng hướng dẫn cách ghi bài. Các em ghi vào vở nội dung bài giảng có chữ xanh. Về chuyên đề văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 19, cấu trúc nội dung bài như sau. Ở tiết 1, cô cùng các em tìm hiểu về phần 1 La Mã xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, tương ứng với nội dung của bài 20 gồm các nội dung sau. 1. Tư tưởng, tôn giáo. 2. Giáo dục, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật. Còn ở phần văn học, tức là mục 2, văn học, sách giáo khoa, trang 103, cô sẽ hướng dẫn các em tự học. Ở tiết 2, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về phần 2 La Mã, tình hình văn hóa ở các thế kỷ 16 đến nửa đầu thế kỷ thứ 19, tương ứng với nội dung của bài 24 và mục 3 của bài 25, gồm các nội dung sau. 1. Tư tưởng, tôn giáo. 2. Nghệ thuật và khoa học kỹ thuật. Phần phát triển giáo dục và văn học, tức là mục 2 La Mã, sách giáo khoa, trang 123. Cô sẽ hướng dẫn các em tự học. Để chuẩn bị bước vào tìm hiểu nội dung tiết học hôm nay, cô mời các em cùng khám phá không gian văn hóa Việt Nam để biết về một số di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam. Mời các em cùng theo dõi. Tell me all about this name. Difficult to say, it was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old? My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war, a film by Coppola, the helicopter's roar. Your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way. Want to see your house, your streets, show me all I do not know. Wooden sampans, floating markets, light of gold. All I know of you is the sights of war, a film by Coppola, the helicopter's roar. One day I'll touch your soul. Những hình ảnh các em vừa xem đã nói lên điều gì? Đúng vậy, Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử. Nhiều thành tựu văn hóa của đất nước đã trở thành di sản vật thể hay phi vật thể của nhân loại.
Nền tảng tạo nên những thành tựu văn hóa nổi bật đó chính là giai đoạn lịch sử của dân tộc từ thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 19. Trước khi đi tìm hiểu về chuyên đề văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 19, cô và các em hãy cùng nhớ lại khái niệm về văn hóa. Em hiểu như thế nào là văn hóa? Văn hóa bao gồm những lĩnh vực nào trong đời sống? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và những công cụ sinh hoạt hàng ngày như mặc, ăn, ở và những phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Như vậy, về tổng thể, văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lịch sử nhất định. Tiến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành 6 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn văn hóa tiền sử, gồm có những nền văn hóa như văn hóa núi Đọ, Sơn Vi, Phùng Nguyên, v.v. Tiếp theo là văn hóa Văn Lang, Âu Lạc. Giai đoạn thứ ba là văn hóa thời Chống Bắc thuộc. Giai đoạn thứ tư là văn hóa Đại Việt. Giai đoạn thứ năm là giai đoạn văn hóa Đại Nam. Và giai đoạn thứ sáu là văn hóa hiện đại ngày nay. Trong nội dung của chuyên đề văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ 19, chúng ta cùng tìm hiểu về hai giai đoạn văn hóa Việt Nam, đó là giai đoạn văn hóa Đại Việt, tức là tồn tại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 18, và văn hóa Đại Nam, đó là thời kỳ đầu của thời nhà Nguyễn phong kiến. Mời các em cùng theo dõi bài hôm nay. Các em hãy quan sát bức hình và cho biết họ là ai. Hình một chính là Lão Tử, là người đầu tiên xây dựng nên lý thuyết của đạo giáo, về sau được Chân Tử hoàn thiện. Đây là tôn giáo thiên về tu tiên trường sinh bất lão. Nhân vật thứ hai chính là Khổng Tử, là người khởi xướng là nho giáo nguyên thủy hay còn gọi là đạo Khổng. Đây là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết học giáo dục, triết học chính trị về sau đã trở thành tư tưởng độc tôn của chế độ phong kiến Trung Quốc. Nhân vật thứ ba là Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập nên Phật giáo, từng sống ở thời kỳ Ấn Độ cổ đại, khoảng thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Ba nhân vật này đã gợi cho chúng ta nhớ đến những tôn giáo nào? Đúng vậy, đó là đạo giáo, nho giáo, Phật giáo. Và đây cũng là những tư tưởng tôn giáo đã du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Đến thế kỷ 10, thế kỷ 15, nho giáo, Phật giáo và đạo giáo đều có điều kiện phát triển ở nước ta. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về nho giáo. Để hiểu rõ về nho giáo, thì mời các em cùng đọc sách giáo khoa trang 101 và dựa vào những kiến thức đã được học trong bài Trung Quốc thời phong kiến. Các em hãy nhớ lại những nội dung cơ bản của nho giáo. Cốt lõi của nho học là tu thân. Khổng Tử đã đặt ra một loạt tam cương, ngũ thường, tam tòng, tử đức để làm chuẩn mực cho mọi sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội. Khổng Tử cho rằng trong xã hội, mọi người nếu giữ được tam cương, ngũ thường, tam tòng, tử đức thì xã hội sẽ được an bình. Chính vì vậy, nho giáo dần trở thành
chuẩn mực, khuôn khổ, quan hệ xã hội, phong kiến, Trung Quốc. Và khi Nho giáo truyền bá về Việt Nam thì những nội dung này đã được tiếp thu, nhưng phải đến thế kỷ thứ 10 sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, khi người Việt bước sang thế kỷ độc lập, tự chủ và bắt đầu xây dựng nền văn minh Đại Việt trong khuôn khổ của một quốc gia quân chủ tập quyền, thì xã hội Việt Nam lúc này mới đặt ra những yêu cầu đối với sự tồn tại và phát triển của Nho giáo. Đầu tiên phải kể đến chính là mong muốn xây dựng một nhà nước quân chủ tập quyền thì phải truyền bá Nho giáo đến người dân nhằm củng cố quyền lực trung ương, duy trì trật tự xã hội. Tuy nhiên, ở các triều đại đầu của Việt Nam sau khi giành độc lập, Nho giáo vẫn chưa giữ được vai trò đáng kể trong đời sống chính trị, tinh thần của xã hội Việt Nam. Và đến thời Lê Sơ, tức là đầu thế kỷ 15, Nho giáo mới được nâng lên vị trí độc tôn. Vì sao thời Lê Sơ, Nho giáo lại được nâng lên thành vị trí độc tôn? Như các em đã biết, tư tưởng của Nho giáo có nội dung là trung quân, ái quốc, mọi quyền lực đều tập trung trong tay nhà vua, vua là thiên tử, là con trời. Trong khi đó, từ khi nhà Lê Sơ được thành lập, đặc biệt là dưới triều vua Lê Thánh Tông, bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố và hoàn thiện, tính tập quyền đạt đến độ cao. Đó là kết quả của việc tăng cường quyền lực hơn nữa vào tay nhà vua. Chính vì vậy mà tư tưởng của Nho giáo rất phù hợp với yêu cầu này. Do đó, Nho giáo ngày càng giữ vị trí quan trọng và chiếm địa vị độc tôn. Bên cạnh Nho giáo, Phật giáo cũng đã du nhập nước ta từ thời Bắc thuộc sang thời kỳ độc lập càng có điều kiện phát triển. Mời các em cùng quan sát các hình sau và dựa vào sách giáo khoa trang 101, hãy nhận xét về Phật giáo nước ta trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Hình 1, chùa một cột. Hình 2 là chùa Keo ở Thái Bình. Hình 3 là chùa Dâu ở Bắc Ninh. Hình 4 là chùa Tháp Phổ Minh ở Nam Định. Hình 5 là chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Đây cũng là trụ sở của Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam. Như các em đọc sách giáo khoa đã ghi nhận, trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết: Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tôn miếu chưa dựng, xã tắc chưa lập, mà trước đã dựng 8 chùa ở Phủ Thiên Đức cấp độ điệp cho hơn 1.000 người ở Kinh Sư làm tăng. Hay ở thời Trần, có một vị quan đã nhận xét: Thiên hạ 5 phần thì sư tăng chỉ một, hoặc chỗ nào có người ở thì đều có chùa để thờ Phật. Vậy qua đó, các em có thể thấy từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14, tức là dưới thời Lý Trần, Phật giáo giữ vai trò quan trọng, trở thành quốc giáo. Từ vua, quan đến nhân dân đều sùng đạo. Các nhà sư được triều đình coi trọng. Đến cuối thế kỷ thứ 14 thì Phật giáo dần suy giảm. Vì sao Phật giáo phát triển mạnh ở các thế kỷ 10, thế kỷ 14, nhưng đến cuối thế kỷ 14 thì lại suy giảm? Các em biết, thời Lý Trần, Nho giáo chưa ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. Đạo Phật thì giữ vị trí đặc biệt quan trọng và khá phổ biến vì các lý do sau. Thứ nhất, Phật giáo vốn du nhập vào nước ta từ lâu, đã ăn sâu trong tâm thức của người Việt. Nhà Lý, nhà Trần lại tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Vua Quang, thời Lý, Trần, nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lý. Chùa chiên được xây dựng ở nhiều nơi. Nhưng đến thời Lê Sơ, Phật giáo suy dần,
vì ở thời Lê Sơ, Nho giáo được chính thức nâng lên địa vị độc tôn để củng cố và bảo vệ quân quyền phong kiến. Nhà nước đã ban hành nhiều điều lệ nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo. Và còn một lý do, đó là cùng với sự phát triển của giáo dục nho học thì cũng đã góp phần củng cố hơn địa vị của nho giáo. Bên cạnh đó, các em cũng tự tìm hiểu tình hình của đạo giáo như thế nào. Chúng ta đều biết, khi du nhập vào Việt Nam, mặc dù đạo giáo không được phổ cập nhiều, nhưng đã nhanh chóng hòa lẫn vào các tín ngưỡng dân gian của người Việt. Trên đây, chúng ta vừa mới tìm hiểu xong phần nội dung tư tưởng và tôn giáo. Mời các em tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ hai. Mời các em quan sát màn hình. Những hình ảnh này đã gợi cho chúng ta nhớ đến địa chỉ văn hóa nào? Đây là những hình ảnh của Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Văn Miếu Quốc Tử Giám là hai công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cũng như những bậc hiền tài nho học xưa. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Còn Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Có thể nói, thời Lý là giai đoạn giáo dục Việt Nam phát triển nhất trong các thời đại phong kiến. Và công trình Quốc Tử Giám chính là minh chứng rõ nhất nhất cho quyết tâm nâng cao học thức của vua Lý Nhân Tông. Đây là công trình được xây dựng nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân cũng như tìm kiếm nhân tài phục vụ cho đất nước. Sau khi được xây dựng, việc học tập ở Quốc Tử Giám bắt đầu vào năm 1076. Giám sinh, tức là học trò của Quốc Tử Giám, là những sĩ tử đã đỗ kỳ thi hương, vượt qua kỳ kiểm tra của bộ lễ, sẽ được vào Quốc Tử Giám học tập, nghe giảng, làm văn và chuẩn bị cho kỳ thi hội, thi đình. Rất nhiều học giả nổi tiếng có công với triều đình đã được học tập tại Quốc Tử Giám. Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ thứ 15, giáo dục Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển. Nội dung học tập quy định chặt chẽ và trở thành nguồn đào tạo quan lại chủ yếu cho đất nước. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã lập Văn Miếu. Năm 1075, khoa thi đầu tiên được tổ chức. Nội dung học tập cũng được quy định chặt chẽ hơn. Ở thời Lê Sơ, nhà nước đã quy định cứ 3 năm tổ chức một kỳ thi hội để chọn tiến sĩ. Trong nhân dân, số người đi học ngày càng đông. Số người đỗ đạt cũng tăng lên nhiều. Thời vua Lê Thánh Tông, năm 1460 đến năm 1497 đã tổ chức 12 khoa thi hội, có 501 tiến sĩ. Năm 484, nhà nước quyết định ghi tên dựng bia tiến sĩ. Nhiều trí thức già giỏi đã góp phần quan trọng cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Việc các triều Lý, Trần, Lê Sơ chú trọng phát triển giáo dục. Tác dụng của giáo dục đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, giáo dục Đại Việt có những hạn chế nào? Các em đã biết, mục đích của nền giáo dục phong kiến không nhằm vào những con người làm khoa học, lao động sản xuất, để phát triển xã hội mà đào tạo ra những nho sĩ phục tùng tầng lớp phong kiến. Nội dung giáo dục thì nghèo nàn, nặng về văn chương, nội dung lao động sản xuất, khoa học kỹ thuật hầu như không có. Phương pháp giáo dục, giáo điều, y quyền nặng về học cổ, ít quan tâm phát triển xã hội. Tổ chức giáo dục thì bất bình đẳng, trọng nam khinh nữ, con em tầng lớp quý tộc mới được đi thi và không phải tất cả mọi người đều có cơ hội đi học. Tài liệu học tập thì hết sức hạn chế. Chủ yếu là sử dụng tứ thư
Ngũ Kinh do Trung Quốc biên soạn. Tổ chức thi cử thì rất chặt chẽ, nhưng nội dung thi thì rất khập khiễng. Các đề thi chủ yếu ca ngợi vua chúa, triều đình, ca ngợi nho giáo. Chính vì vậy, chúng ta biết giáo dục nho học không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung tiếp theo về nghệ thuật. Các em hãy dựa vào sách giáo khoa trang 103, 105 và tập bản đồ tranh ảnh lịch sử lớp 10 trang 24 cùng với các hình ảnh cô chiếu trên màn hình để nhận xét tình hình phát triển kiến trúc và điêu khắc của nước ta trong thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 như thế nào. Trên màn hình, các em quan sát đây là chùa Phật Tích Thời Lý ở Tiên Du, Bắc Ninh. Bức tượng A Di Đà Thời Lý, đây là bản phục chế đặt tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Tượng thờ nguyên bản được đặt tại chùa Phật Tích ở Tiên Du, Bắc Ninh. Kết hợp với những hình ảnh về các chùa cô đã cho xem ở phần Phật giáo, các em hãy tự nhận định về sự phát triển của kiến trúc và điêu khắc của thời kỳ này. Các em tiếp tục quan sát màn hình. Trên màn hình, cô chiếu cho các em xem về một số hình ảnh rồng trong các thời Lý, Trần, thời Lê. Đây là hình tượng rồng đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc nước ta thời kỳ Lý, Trần, Lê Sơ. Để hiểu rõ hơn về thành tựu kiến trúc và điêu khắc thời kỳ này, cô mời các em cùng xem đoạn phim sau. Kinh đô của nước Đại Việt đã từng rất phồn thịnh dưới các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Do biến cố về lịch sử, những dấu tích của Thăng Long xưa chỉ còn lại những hoài niệm về một kinh đô đẹp đẽ, tráng lệ sau hàng ngàn năm lịch sử. Những tòa thành đồ sộ, những lầu son các tía trong khu hoàng cung tuy đã mất, song một số di tích và di vật còn lại cũng đã tái hiện phần nào kinh thành Thăng Long xưa. Đi theo trục chính tâm của hoàng thành sẽ gặp cổng Đoan Môn, di tích nằm thẳng trục với cột cờ Hà Nội. Đây là cổng chính phía nam dẫn lối vào cấm thành. Căn cứ vào vật liệu xây dựng và kiến trúc còn lại của di tích, các nhà khoa học đã xác định Đoan Môn được xây dựng vào thế kỷ 15 và được tu bổ sửa sang vào thời Nguyễn. Đoan Môn được xây dựng theo hình chữ U với 5 cổng thành được xây cuốn vòm cân xứng. Hai bên của cổng thành có cầu thang đi lên, trên nóc của cổng thành được xây dựng một nhà phương đình nhỏ kiểu 2 tầng 8 mái. Hai đầu nóc đắp hai con rồng, khoảng sân và lầu rộng rãi chính là nơi nhà vua ngự giá để rèn luyện binh sĩ hay xem biểu diễn võ nghệ, trò chơi dân gian ở phía dưới. Điện Kính Thiên là khu vực quan trọng nhất, chiếm vị trí trung tâm của Hoàng thành Thăng Long. Nằm trên núi Long Đỗ, rốn rồng, được coi là huyệt đạo của kinh thành Thăng Long xưa. Năm 1010, Lý Thái Tổ sau khi định đô ở Thăng Long đã chọn đỉnh núi này để xây dựng chính điện mang tên Càn Nguyên. Năm 1029, vua Lý Thái Tông cho xây dựng trên nền cũ của điện Càn Nguyên tòa chính điện mang tên Thiên An. Đến thời Lê được đổi thành điện Kính Thiên. Đến thời nhà Nguyễn, khi kinh đô được chuyển vào Huế, điện Kính Thiên được đổi thành hành cung Kính Thiên, nơi đón các vua quan nhà Nguyễn tuần du ra Bắc. Năm 1886, thực dân Pháp đã đánh phá hành cung Kính Thiên để xây dựng nhà con rồng làm sở chỉ huy pháo binh Pháp. Đi qua Hoàng Thành, Bắc Môn được nhà Nguyễn xây dựng năm 1805 trên nền cửa Bắc thời Lê theo lối vọng lâu. Công trình được xây dựng bằng gạch theo kỹ thuật cuốn vòm, xung quanh trang trí viền hoa.
Bắc Môn là cổng thành duy nhất còn sót lại bên cạnh những cổng thành khác đã bị tàn phá của thành Hà Nội. Diện tích 3,3 ha đã phát hiện ra 26 giếng nước cổ. Giếng nước cổ được phát hiện cho thấy độ bền chắc và mức độ trong lành của nguồn nước. Điều đó cho thấy kỹ thuật đào giếng của người Việt cổ từ xa xưa đã rất cao siêu. Điều đó... Qua những hình ảnh mà đoàn phim vừa xem, chúng ta có thể kết luận từ thế kỷ 10, nghệ thuật cũng có những bước phát triển mới. Nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc bắt đầu phát triển với nhiều công trình nghệ thuật Phật giáo được xây dựng như chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa Phật Tích, tháp Đấu Thiên, tháp Phổ Minh, kinh đô Thăng Long được xây dựng thời nhà Lý, thành Nho Hồ được xây dựng vào cuối thế kỷ 14. Đây là những công trình nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu và đặc sắc ở nước ta. Ngoài ra ở phía Nam còn các đền tháp của người Chăm cũng được xây dựng mang phong cách và nghệ thuật hết sức đặc sắc. Nghệ thuật điêu khắc với nhiều tác phẩm có họa tiết đặc sắc, độc đáo như rồng mình trơn cuộn trong lá đề, bông cúc nhiều cánh, vân vân. Chúng ta có thể kết luận kiến trúc và điêu khắc của thời kỳ này mang đậm nét đặc sắc, độc đáo của nền văn minh Đại Việt, ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo và văn hóa Chăm Vài. Các em cùng quan sát trên màn hình. Hãy cho biết đây là những loại hình nghệ thuật sân khấu nào. Nghệ thuật múa nước đã ra đời chừng khoảng 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thường được diễn ra vào các dịp lễ, hội làng, ngày vui, ngày Tết, dùng con rối đi diễn trò, diễn kịch trên mặt nước. Trò rối nước cũng được coi là một nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Do tính đặc sắc nên từ nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã nhanh chóng trở thành nghệ thuật truyền thống có thể sánh ngang với tuồng, chèo là những bộ môn nghệ thuật có vị trí cao trong nền sân khấu dân tộc. Múa rối có ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng múa rối nước chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Hình 2 chính là nghệ thuật sân khấu chèo, là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía Bắc Việt Nam với trọng tâm là vùng đồng bằng sông Cửu Long, cùng với hai khu vực lan tỏa là Trung Du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc, chèo mang tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa, kết hợp với cách nói ví von, giàu tính tự sự, trữ tình. Nghệ thuật sân khấu chèo đã trải qua quá trình phát triển lịch sử lâu dài từ thế kỷ 10 cho đến nay và đi sâu vào đời sống văn hóa của người Việt Nam. Chèo phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân tộc Việt như lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống, yên bình nhưng tràn đầy tự hào dân tộc, kiên cường, đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba chính là nghệ thuật sân khấu tuồng. Đây là một loại hình nghệ thuật cổ truyền tiêu biểu của Việt Nam. Qua những ghi chép của tiền nhân còn lưu lại trong các bộ sử sách,
và Vần Bia Thư Tịch Cổ đã chứng tỏ rằng ở Việt Nam, nghệ thuật ca múa hát xuất hiện từ rất sớm, thế kỷ thứ 10 dưới triều đại phong kiến nhà Đinh. Nghệ thuật ca múa nhạc đã phát triển một cách phổ biến trong nhân gian. Đặc biệt, trong nhân gian còn có các loại hình là trò nhại, tức là trò bắt chước các trò diễn sướng. Như vậy, chúng ta có thể kết luận sân khấu và ca múa nhạc ra đời trong dân từ rất sớm và ngày càng phát triển, mang đậm tính dân gian truyền thống. Chúng ta vừa tìm hiểu xong phần nghệ thuật. Mời các em tiếp tục cùng tìm hiểu về khoa học và kỹ thuật. Em biết gì về sự phát triển của khoa học kỹ thuật nước ta trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ 15? Về khoa học, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, phát triển đạt được nhiều thành tựu có giá trị cao. Như trong khoa học lịch sử thì có Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu thời Trần. Đây là bộ quốc sử đầu tiên của nước ta. Hay Lam Sơn Thực Lục, địa lý thì có Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, Hồng Đức Bản Đồ thời vua Lê Thánh Tông, vân vân. Ngoài ra còn có rất nhiều các bộ sử cá nhân được biên soạn như Đại Việt Phong Sử. Ở thế kỷ 15 có các công trình nghiên cứu khoa học tự nhiên như Đại Thành Toán Pháp của Lương Thế Vinh, Lập Thành Toán Pháp của Vũ Hữu, vân vân. Về khoa học quân sự cũng có những cuốn sách như Binh Thư Yếu Lược của Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn. Về kỹ thuật thì chúng ta cũng đã đạt được một số những thành tựu hết sức to lớn, như đến đầu thế kỷ thứ 15, Hồ Nguyên Chừng đã chế tạo được súng thần cơ, thuyền chiến có lầu. Ở thời nhà Hồ đã xây dựng được thành nhà Hồ, một thành mang tính chất phòng thủ. Ngoài ra còn có rất nhiều những thành tựu trên các lĩnh vực khác. Về văn học, đây là nội dung được tinh giản. Cô sẽ hướng dẫn các em tự tìm hiểu và tự học. Để nắm được nội dung của phần văn học, các em cần nắm các ý chính sau. Trước thế kỷ thứ 13, thơ văn mang đậm màu sắc Phật giáo. Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, thì văn học dân tộc chữ Hán và chữ Nôm ngày càng phát triển. Nội dung văn học của thời kỳ này đã thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương, đất nước. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong phần 1 La Mã xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 15. Để nắm được nội dung của kiến thức hôm nay, cô sẽ cho các em chơi một trò chơi nhỏ, trò chơi mang tên Tiếp Sức Về Nguồn. Các em hãy quan sát trên màn hình. Trên màn hình có 10 nội dung. Các em hãy trả lời và tìm ra đáp án cho từng nội dung một. Các em hãy tuần tự trả lời từng câu một. Ở câu 1, đây là tôn giáo được du nhập vào nước ta rất sớm, trở thành quốc giáo dưới thời Lý Trần. Đó là tôn giáo nào? Đó là Phật giáo. Câu 2. Đây là công trình kiến trúc được xây dựng vào năm 1070 để thờ kính Khổng Tử và các bậc hiền tài của đất nước. Đó chính là Văn Miếu. Câu 3. Đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống chỉ duy nhất có ở Việt Nam, được tạo thành từ hai loại rối gỗ và nước. Đây chính là môn nghệ thuật múa rối nước. Câu 4. Đây là một tôn giáo được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc, nhưng đã hòa lẫn vào với các tín ngưỡng dân gian của người Việt. Đó chính là đạo giáo. Câu 5. Đây là một công trình kiến trúc được vua Lý Nhân Tông cho xây dựng vào năm 1076.
là minh chứng cho quyết tâm nâng cao học thức của nhà Lý. Đó chính là Quốc Tử Giám. Câu 6. Đây là một tôn giáo được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc và từng bước vươn lên giữ địa vị độc tôn, nhất là dưới thời Lê. Đó chính là Nho giáo. Câu 7. Đây là một quần thể kiến trúc đặc sắc và là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống di tích ở Việt Nam. Nó mở đầu cho nền văn minh Đại Việt hay còn gọi là văn hóa Thăng Long. Đó chính là Hoàng thành Thăng Long. Câu 8. Đây là bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam do Lê Văn Hưu soạn ra và hoàn thành vào năm 1272. Đó chính là Đại Việt Sử Ký. Câu 9. Đây là một di sản văn hóa tư liệu thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2010-2011, là nơi tôn thờ và là niềm tự hào trí tuệ của Việt Nam. Đó chính là Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Câu 10. Những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử nhất định gọi là gì? Đó chính là văn hóa. Những câu hỏi trên đã kết thúc của bài. Để chuẩn bị cho bài sau, mời các em về nhà làm bài tập. Khái quát về những kiến thức đã học của văn hóa dân tộc trong các thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 và tìm hiểu trước về tình hình văn hóa Việt Nam trong các thế kỷ 16 đến nửa đầu thế kỷ 19 thông qua bảng thống kê sau. Bảng thống kê gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là lĩnh vực gồm có tư tưởng, tôn giáo, giáo dục, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật. Nội dung thứ hai là tìm hiểu trong thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Và nội dung thứ ba là từ thế kỷ 16 đến nửa đầu thế kỷ 19. Ở nội dung 2, các em đã được học về nhà chúng ta tóm tắt để ghi lại nội dung để học bài. Ở nội dung 3, các em tìm hiểu trước để chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Bài học được sử dụng tài liệu đó là sách giáo khoa lịch sử lớp 10, sách giáo viên lịch sử lớp 10, tập bản đồ và tranh ảnh lớp 10. Ngoài ra, còn tham khảo từ những nguồn tư liệu khác, từ Internet, v.v. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại ở tiết sau.